Xin chào các bạn. Thì tối hôm qua là mình vô tình nhận được một tin nhắn của một bạn gửi cho mình hỏi về cái trường hợp là xe của bạn đó bây giờ bị trầy thì khắc phục như thế nào. Thì mình thấy khá là hay, thì hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về việc nếu mà các bạn xe của các bạn trầy thì các bạn khắc phục như thế nào cho rẻ tiền nhất và hiệu quả nhất. Thì mình khá là vui khi mà mình đăng video và có một bạn đã tương tác cho mình. Thì các bạn nếu mà có câu hỏi nào thắc mắc về xe, thắc mắc về việc bảo dưỡng xe hay chăm sóc xe, hay là xe của bạn gặp một vấn đề gì đó, thì các bạn hãy nhắn tin inbox cho mình nha. Lên Facebook của mình là để dưới phần mô tả, thì bạn chỉ cập vào để các bạn có gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho mình, để mình nếu mà mình biết được á sẽ giải đáp cho các bạn. Rồi thì bây giờ mời các bạn xem video của mình ha, để xem coi nếu mà các bạn bị trầy xe thì khắc phục như thế nào. Rồi thì như các bạn đã thấy á, thì trên đây á, là cái mà vết trầy của mình hôm mùng 23 Tết mình bị té. Thì hiện tại á, là mình vẫn chưa khắc phục nữa ha. Đó, đây các bạn thấy không, trầy khá là sâu á. Thì để khắc phục cái vết trầy này á, có tổng cộng 4 cách. Cách thứ nhất là các bạn thay mới. Nếu mà các bạn thay mới á, thì sẽ là rất là tốt. Nếu mà các bạn có điều kiện thì dù sao là khắc phục nó không bằng bao giờ thay mới cả. Thì nếu mà các bạn thay mới á, thì ví dụ như cái bẩn này của mình nha, mình ra hãng mình hỏi á, thì là giá của nó là 250 phải, đúng rồi, 250. Mà trong khi đó mình đang sinh viên đi học, tiền thì nuôi xe cũng có, tiền ăn uống cũng có, hút chi là thay ba sao chó cái này, nên là mình vẫn để cho đến tận bây giờ luôn. Thì cái cách một á, thì mình nghĩ là nếu mà các bạn nào nhà nào có điều kiện hay là các bạn đã đi làm rồi, thì mình nghĩ là nên mua mới thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi cái cách số 2 là gì? Cái cách số 2 á, là các bạn sẽ dán tem chùm. Tem chùm thì các bạn ra ngoài mấy cái chỗ mà tiệm đề can này nọ, các bạn bảo người ta dán cho cái tem chùm vô chỗ này. Nhưng mà các bạn lưu ý á, nếu mà các bạn chỉ dán một cái phần này không á, một cái này nè, đó, chỉ dán một cái miếng này không á, thì là nó sẽ không đồng bộ chiếc xe. Nhìn chiếc xe mình kiểu mà lai lai á, nó không có đẹp, nó không có như ý muốn của mình. Thì mình nghĩ là cái cách 2 này á, thì bạn ra bạn bảo người ta dán cho cái tem zin luôn đó, bảo người ta thiết kế giống như cái tem zin này nè, còn mình dán lên. Thì cách 2 này là hiệu quả. Còn không thì các bạn cứ để nó trầy nhiều đi, xong rồi các bạn lên tem chùm luôn, sau đó các bạn đi đổ cà vẹt xe, thì lúc này mọi thứ ok hết, thì nhìn chiếc xe nó đồng bộ hơn. Đó thì đó là cách 2 của mình. Thì bộ tem chùm thì giá ngoài cỡ 700.000 á, thêm tiền công dán nữa thì 200, thì cỡ 900.000 cho nguyên một bộ luôn, full xe luôn á, full xe luôn từ đầu đến cuối, là cỡ nhiêu đó tiền. Thì mình nghĩ là với giá tiền đó thì là khá là ok rồi á, nếu mà các bạn xe của bạn chạy hết luôn. Rồi còn vậy cách 3 là gì? Cách 3 là các bạn mua một cái sticker, hoặc là các bạn tự làm sticker luôn nếu mà các bạn muốn. Thì sticker là gì? Thì đây, thì sticker là để đây mình sẽ đưa qua đây cho các bạn xem. Đây ví dụ nha, này đó, đây ví dụ cái sticker Olin này đó, thì cái này là mình tự làm nha, đó mình tự làm luôn. Thì làm nó dễ lắm. Thì đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm cái sticker như ý của các bạn muốn luôn. Rồi đợi mình tí xíu nha. Rồi thì bây giờ để mà các bạn tìm được cái sticker giống như mong muốn á. Thì ví dụ bây giờ các bạn vào Google, các bạn ví dụ bây giờ mình tìm cái sticker mà dán trên xe mình là ô liền đi, ô liền đó, thì bạn chọn vô đó, xong rồi các bạn bấm vào hình ảnh nè. Đây ví dụ bây giờ mình tải này về đúng không, đó thì bạn bấm vô này, bấm vô chuột phải, bấm luôn hình ảnh về đó. Thì khi mà các bạn tải về các bạn nhớ là bảo cái người ở tiệm đại cam ấy, in theo kích thước của bạn. Ví dụ như là cái miếng chày nãy của mình là kích thước là 22 đi, thì 2 cm ngang, 2 cm dọc, 2 cm á, thì các bạn bảo người ta in theo đó, xong rồi mình về mình cắt và mình dán vào thôi đó. Thì đơn giản như vậy, không có gì khó khăn cả. Ví dụ bây giờ các bạn muốn nhiều cái khác thì các bạn cứ tải về nhiều, không thì các bạn bảo người ta làm theo cái kích thước của bạn mong muốn thôi. Đó, thì đơn giản như vậy đó. Thì mình hướng dẫn các bạn làm như vậy. Thì bạn muốn cái sticker nào thì cũng được theo ý thích của các bạn đó. Và sau khi mà các bạn đã có được cái sticker bạn mong muốn thì các bạn hãy dán vào đây. Đó là mình sẽ che được chỗ chày này, hiệu quả đúng không? Thì cái cách cuối này là mình khuyên các bạn là nên làm, tại vì tiết kiệm cho mình một số tiền khá là lớn, đúng lớn luôn. Nếu mà cách 1, cách 2 thì mình nghĩ cách 1 là đắt nè, cách 1 là thay nguyên dàn áo nè, cách 2 á là tem chùm cũng đắt nè, nó chỉ có cách 3 này. Đó, thì cách 3 này mình thấy khá là hiệu quả luôn á, cho các bạn sinh viên với lại các bạn mà mình thấy là xe nó bị hơi xấu một tí á, chày nhẹ thì các bạn làm cách này. Còn nếu mà chày nặng thì chỉ có thay thôi, thay hoặc là làm dán tem chùm. Còn cách số 4 là mua nguyên một chiếc xe mới. Bộ mày không đùa nhẹ. Đó, thì cách 4 thì mình chỉ đùa thôi nha, cách 4 thì nó hơi tào lao rồi. Đó, thì khi mà các bạn, mình sẽ chia sẻ cách 4 cho các bạn ha. Khi mà các bạn có được cái sticker về, ví dụ băng keo mình là cái miếng sticker nha, rồi thì mình sẽ ví dụ cho các bạn xem đây. Ví dụ đây là miếng sticker mà khi mà các bạn đã lấy về đúng không, lấy từ tiệm này can về thì các bạn dán lên. Ví dụ nha, mình dán lên đó, mình dán lên rồi sau đó các bạn lấy hột quẹt hơ qua thì nó sẽ dính chắc luôn. Nó giống như cái miếng dán ô liền hồi nãy của mình đó. Đó là mình dán lên xong mình hơ quẹt lên thì nó sẽ dính chắc lên. Đó thì nó sẽ che được cái chỗ mà nó bị chày. Đó, ví dụ chỗ mình che đúng không, đó che đi. Đó thì cách này là hiệu quả lắm. Thì các bạn thử xem đi rồi mình làm thử đi. Rồi mình thấy nếu mà thay nguyên dàn áo luôn thì khá là đắt rồi. Thì xe mình hôm 23 Tết là còn bị thêm một chỗ nữa nè. Đây đó, bị thêm một chỗ này nữa đó, khá là sâu luôn mà mình vẫn chưa thay thế. Đó thì hôm 23 Tết là mình té, người ta đụng vô té. Đó các bạn thấy không, cái miếng ô lìn của mình nè. Đó đó, cái miếng ô lìn của mình là dán được 4 tháng rồi mà nó vẫn y mới luôn, bong không được nha. Các bạn rửa xe bình thường là nó không bong luôn á. Thì keo mà mình khi mà hơi lưỡng cái là nó chết luôn, trong đó là nó dính cứng ngắc trong đó luôn, là mình khá là hài lòng luôn á. Thì thay vì các bạn ở ngoài mua 50.000 khá là mắc, thì đây các bạn làm như thế này á thì nó sẽ tiết kiệm nhiều cho mình. Đó, tiết kiệm khá là nhiều cho mình luôn á. Đó thì clip này là mình đã chia sẻ cho bạn cái cách mà khắc phục cái khi mà các bạn bị chày. Còn ví dụ như mà nếu mà các bạn bị chày cái bẩn cánh chim này đi. Đó, ví dụ cái trường hợp mà các bạn bị chày cái chỗ cái bẩn cánh chim này làm như thế nào. thì có thể là các bạn thay hoặc là dán tem chùm. Cái dán decal này là chỉ áp dụng cho những cái mà vết chày nhỏ thôi nha, ví dụ giống như của mình á thì mình sẽ làm như vậy, còn vết chày lớn thì mình nghĩ là các bạn nên thay, tại vì này, lớn quá thì không có decal nào mà dán được hết á, chỉ có dán tem chùm thôi đó, thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Còn ví dụ cái chỗ cái miếng nhọn nhọn này bị chày đúng không, thì các bạn có thể là dán chia đôi, ví dụ giống như là bây giờ một nửa bên đây nó bị chày đúng không, thì các bạn chia đôi ra, ví dụ xe mình là đỏ trắng đi, thì các bạn chia đôi này ra thì là sẽ là bên đây là đỏ hoặc bên đây đen đó, thì đa số là đưa xe về nó màu đen thì nó sẽ đẹp hơn đó, thì các bạn chia đôi ra đó, thì mình thấy cách như vậy là sẽ hiệu quả nhất đó. Thì nếu mà chia đôi màu đen thì các bạn trên đây các bạn đổi luôn đi đó, một đây là màu đỏ, đây màu đỏ, đây màu đen đó, cho nó phù hợp, nhìn vô phía trước vô là người ta thấy là xem chia đôi ra. Hoặc là cái dè này cũng vậy nè, nếu mà bạn hay vậy các bạn hay luôn cái dè phía trước này đi đó, chia đôi ra nửa này nửa kia đó, thì mình nghĩ như vậy nó sẽ đẹp hơn, nó hài hòa chiếc xe hơn đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà khắc phục khi mà các bạn bị té, bị chày nhẹ đó. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay á, nếu các bạn thấy video này hay á thì hãy đăng ký cho mình bằng cách là bấm nút đăng ký, sau đó là bấm nút chuông và bấm nút like video. Thì các bạn nào mà có câu hỏi nào á hay thắc mắc gì á thì cứ liên hệ với mình nha, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì video lần sau á, thì mình nếu mà bạn nào có câu hỏi mình sẽ làm về câu hỏi đó, còn không thì mình sẽ là chia sẻ cái cách mà bảo dưỡng xe nó, xe mình các bạn nhìn thấy không, như mới à, đen thui à đó, thì cái làm dễ lắm, nó không có khó đâu, nó chỉ mất cái công của các bạn một tí xíu thôi đó, nhưng mà xe của bạn lúc nào như mới. Thì chắc video này mình xin tạm dừng đây, rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.